Theo thông tin ban đầu, tối 13 tháng 10, một nhóm 5 người đi xe máy và 2 thanh niên đi cắt ôm xe máy được cho là bị va quẹt giao thông rồi nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. Cả hai nhóm chạy đến trước số 822 chi 1 Hương Lộ 2 phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì tấn công nhau. Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ảnh. Một số người trong nhóm đã sử dụng ác ôn khí để tấn công đối phương gây nên ôn cảnh hỗn loạn. Phát hiện vụ việc, người dân chạy ra can ngăn thì hai bên ra đi hiện trường. Hai người bị yêu quý được đưa vào bệnh viện Bình Tân cấp cứu giúp nhưng một người đã tử vong. Công an quận Bình Tân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đến điều tra, lấy lời khai nhân chứng cũng như trích xuất camera bình yên quanh khu vực để làm rõ vụ việc.